dẹp bỏ quá khứ lùm xùm, Linh Ka giờ ghi điểm mạnh nhờ hành động tinh tế với đàn chị. Sau thời gian tràn ngập sóng gió dư luận, hot girl Linh Ka nay ngày càng trưởng thành và khẳng định được tên tuổi của bản thân với nhiều chuyển biến tích cực, ghi điểm mạnh về độ lễ phép, nhan sắc thăng hạng. Khoảnh khắc Linh Ka tinh tế nhường đàn chị lên thảm đỏ chụp hình trước, khi đang đứng chỉnh trang, sẵn sàng bước vào khu vực trung tâm, cô nàng phát hiện Ngọc Châu, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 đứng phía sau và cô quyết định mời đàn chị bước lên trước. Dù chỉ là một hành động nhỏ nhưng nàng hot girl được khen ngợi nhiều bởi sự lễ phép tinh tế dành cho tiền bối. Sinh năm 2002, Linh Ka, tên thật Chu Diệu Linh, từng là một gương mặt trẻ nổi đình đám trên các nền tảng mạng xã hội. Tuy nhiên người ta thường nhắc đến tên cô gái trẻ qua những drama về phát ngôn cũng như những phong cách ăn mặc chưa đúng với tuổi. Thế nhưng thời gian gần đây, cái tên Linh Ka dần gây được thiện cảm với công chúng. Trong một sự kiện, cô nàng gây rét gây điểm mạnh khi nhường đàn chị Ngọc Châu lên thảm đỏ trước. Các bạn đừng quên để lại bình luận ngay bên dưới video và nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV Entertainment để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nha. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.